Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Nhã. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách làm đèn ngủ cho búp bê nha. Đầu tiên các bạn cần một cái ly. Ly nhựa thôi các bạn. Một cái đèn. Đèn ở trong mấy cái đồng đèn của hộp sữa Vinamilk các bạn. Đủ màu luôn. Rồi một cái kéo. Đầu tiên thì các bạn dùng kéo, các bạn cắt cái đít của nó. Mình đã cắt sẵn rồi nè các bạn. Mình cắt sẵn rồi, mình bể cái này. Mình dùng cái này nè. Bỏ này rồi. Mình đèn đây có đít đúng không các bạn? Mình để đèn đây. Các bạn để cái đèn ở đây nè các bạn. Nhét nó vô đó, thả nhét vậy đó. Một cái đèn lồng, thế này sẽ mở ra cho các bạn xem nha các bạn. Rất là đẹp không? Như vậy video của mình đã xong rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Sẽ chỉ cho các bạn thêm nhiều đồ dùng cho nhà búp bê nữa, và mình sẽ quay video clip nhà búp bê của mình lên cho các bạn xem nha. Tạm biệt.